Cái lệnh script này các anh sẽ có hai tự chọn. Thứ nhất là chọn đường dẫn hoặc là mình vẽ đường dẫn. Vẽ đường dẫn rất là hiếm. Vì mình chọn đường dẫn á, thường một cái đường dẫn bất kỳ nó sẽ phụ thuộc một cái tham số. Mình cho nó đổi cái góc hoặc là cho nó đổi cái thước chiều dài. Thì lúc đó cái biên dạng của mình vẽ phụ thuộc vào cái đường dẫn. Còn nếu như canh vẽ đường dẫn thì nó sẽ không phụ thuộc gì. Rồi mình chọn bút pháp. Biết cái đường dẫn. Finish. Và sau đó mình sửa profile. Trong mục edit profile tức là mình sẽ vẽ một cái biên dạng trong đó. Còn select profile là mình như nói này. Lấy một biên dạng tên mình học. Edit profile. Tương tự như bên attribution, nếu như anh vẽ bên đây mà rộng hay là bát thì nó vẫn ra. Giữa này cho nó bát một chút này. Cái này không được giao nhau. Biên dạng của nó là phải là kín hoặc là không có bất kỳ điểm nào giao hết. Cần split. Cắt nó ở đây để mình trim. Finish. Nó bị nhận nó. Và nó phụ thuộc vào cái đường này. Nếu như mình cầm đường này mình kéo đi. Thay đổi cái đường bôi line của nó. Thì khối nó theo thế. Đó là script.